Xin chào quý vị và các bạn, sau đây xin giới thiệu và các quy trình vận hành cứu hộ thang máy không có phòng máy hiện Schneider. Khi mà thang bị cắt nguồn đột xuất là mà bộ cứu hộ tự động mà không thực hiện được, ta tiến hành cứu hộ bằng tay. Đầu tiên ta tiến hành oxy bên trong của thang. Tiếp theo ta ấp USB cỡ cục bộ cứu hộ trọng. Tiếp theo ta dùng bộ cảo cho vào những quyết định của thân, sau đó ta dùng bộ kéo trong tiến hành kiểm tra mã đèn an toàn của thân và từ kéo nhảy thắng cơ. Hiện tại là thông bằng cách cử tầm là 75 cm. Ta tiến hành kéo. Thông đang chạy lại di chuyển lại. Trong nếu mà có tiếng hú thì ta tiến hành là nhỏ phanh ngược lại và tiếp tục kéo. Kéo khi nào mà đánh trên màn hình hiển thị, còn hiển thị khoảng độ cộng trừ 10 cm là thon đó các bàn tầng, hoặc là nhìn vào đèn LOET là thon ở trạng thái là bàn tầng. Ta tiến hành kế tiếp. Lúc này thon nó bằng tầng. Ta dùng chìa khóa bằng cách để mở cửa. Khi mở ta tiến hành sang và kéo nhảy cửa. Do khoảng cách bằng tầng là không bằng cho nên khi mở cửa ta mở cửa nhanh và nó là qua nhanh và sau đó khép cửa lại. Và đóng tủ. Sau đó tiến hành khóa lên thầu slider. Tôi chia sẻ bạn cách vận hành cứu hộ thang máy và không có phòng máy thì slider 5/4.